Với niềm đam mê toán học, nhiều năm qua em Trần Quốc Thái, học sinh lớp 7C trường Trung học cơ sở Lâm Giang, huyện Văn Yên, không chỉ giành thành tích cao trong học môn toán nói riêng và các môn văn hóa nói chung. Đặc biệt em rất tích cực tham gia những cuộc thi toán trên mạng và trong cuộc thi Olympic toán quốc tế HKIMO 2021, em đã vượt qua vòng loại quốc gia để vào vòng chung kết với huy chương bạc. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với cậu học trò đam mê toán học này qua phóng sự sau. Em Trần Quốc Thái, học sinh lớp 7C, trường Trung học cơ sở Lâm Giang, huyện Văn Yên. Ngay từ khi còn học tiểu học, đã rất thích tham gia những cuộc thi giải toán trên mạng, cả giải toán tiếng Anh và cũng đạt được các giải thưởng cấp quốc gia. Khi lên lớp 6 được nhà trường triển khai về cuộc thi HKIMO, em lập tức đăng ký tham gia. Cuộc thi chia thành 3 vòng thi: vòng loại quốc gia, vòng chung kết quốc gia và vòng chung kết quốc tế. Tại vòng loại của cuộc thi được tổ chức theo hình thức online, Thái xuất sắc vượt qua để tham gia vòng chung kết quốc gia vào tháng 4 năm 2021. Năm lớp 6, thầy hiệu trưởng Dương Cao Thủy đã triển khai kỳ thi HKIMO và em đã được sự động viên của thầy và em đã vượt qua vòng loại quốc gia với số điểm 56 điểm. Đầu tháng 8 em thi vòng chung kết quốc tế cùng với các bạn học ở trên toàn cầu và em đã được thành tích là với số điểm 90 và đạt huy chương bạc. Theo dự kiến ban đầu, vòng chung kết quốc gia được tổ chức tại Hà Nội, song do tình hình dịch bệnh COVID-19, ban tổ chức đã tổ chức thi tại trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái. Thái được bố chở xe máy xuống thành phố tham dự cùng nhiều bạn học sinh khác của thành phố. Nếu ở vòng loại, đề thi là song ngữ Anh Việt thì tại vòng chung kết quốc gia, đề thi bằng tiếng Anh, có trích dẫn một vài thuật ngữ tiếng Việt. Đến giữa tháng 6 năm 2021, Thái vui mừng nhận được kết quả đạt huy chương vàng vòng loại quốc gia. Kèm theo đó, em nhận được tài liệu ôn luyện từ ban tổ chức. Là học sinh ở trường vùng khó, bộ tài liệu ôn luyện như một món quà vô giá, bởi trong đó em vừa được ôn luyện tiếng Anh, đặc biệt còn được tiếp cận với những kiến thức toán học mới mẻ. Không áp lực, không đặt nặng thành tích, cuộc thi còn giúp em được giao lưu, kết bạn khắp mọi miền Tổ quốc. Bản thân cháu đã thích giải toán qua mạng rồi, nên là cháu được biết tới cái kỳ thi mà khi mà thầy giới thiệu là cháu tham gia. Thế thì cháu đã vượt qua cái kỳ thi vòng loại và tham gia vào cái kỳ thi chung kết quốc gia. Theo ước nguyện của con ấy, là con rất thích giao lưu và thử sức với các bạn. Thế nên là bố mẹ vẫn theo ý nguyện của con và con đã tham gia ôn luyện theo ban tổ chức. Tại vòng chung kết tổ chức trực tuyến vào cuối tháng 8 vừa qua, Trần Quốc Thái lại xuất sắc giành huy chương bạc. Thành tích của Thái không khỏi khiến bạn bè nể phục, nhiều người bất ngờ về kỳ tích của cậu học trò trường làng. Nhưng với Thái, đây không phải là kỳ tích mà chỉ đơn giản là cuộc chơi được thỏa niềm đam mê toán học cùng với bạn bè trong nước và quốc tế. Đến với cái kỳ thi HKIMO này thì nó là một cái cơ duyên hoàn toàn là may mắn và vô tình khi mà nhà trường biết đến cái thông tin này qua một thư mời đến hòm thư cá nhân, nên là nhà trường đã tạo mọi điều kiện để cho thầy Hùng và em Thái có những cái thuận lợi nhất để có thể theo và ôn tập cũng như tham dự các kỳ thi. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên, do đó bên cạnh đó thì các đơn vị trường bạn cũng chưa có đơn vị trường nào tham gia, nên là còn rất là nhiều những cái lúng túng khi triển khai, và đặc biệt là với cái tài liệu để cung cấp cho thầy Hùng và em Thái ôn tập làm sao đạt kết quả tốt. Có lẽ niềm yêu thích với môn toán của Thái đã được bồi đắp theo cách rất khoa học của cha mẹ. Tấm huy chương bạc HKIMO của Thái không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực của em mà còn là động lực để em tiếp tục chinh phục đỉnh cao của hành trình trí thức.